Kính thưa quý vị, người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, giọt mồ hôi lăn dài trên má. Ngàn năm không đếm hết công ơn người thầy. Hình ảnh người thầy với bao vất vả, khó khăn của cuộc sống đời thường, nhưng với học sinh là cả một bầu trời tình thương. Thầy đã thắp lên các em niềm tin, truyền thụ cho các em tri thức của nhân loại, để các em hướng tới ngày mai hát múa người thầy do các em học sinh lớp 7A trình bày sẽ nói lên điều đó. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ, lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người. Người thầy vẫn đang đến từ sớm trưa, thank you.
bài lòng. Làm sao em đến bên con người dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng bạn đâu làm sao em đến hết con người thầy.